Máy phải chất, đẹp và giá tốt là câu hỏi mà RCE nhận được nhiều nhất từ khách hàng. Đây cũng là điều mà nhiều anh em làm công trình băn khoăn nhất khi lựa máy đã qua sử dụng. Vậy hôm nay anh em hãy cùng RCE điểm qua 5 chiếc máy bơm bê tông nội địa Hàn Quốc chất giá chỉ dưới 4,5 tỷ đồng. Top 1 là xe bơm bê tông Daegu cần KCB30 nội địa Hàn Quốc. Xe được sản xuất vào năm 2019 với xe cơ sở là Daegu, sản xuất vào năm 2018. KCB là hãng sản xuất xe bơm bê tông nổi tiếng Hàn Quốc, thành lập vào năm 2001, có trụ sở chính tại Seoul. Những điểm khiến bơm bê tông của KCB khác biệt so với đối thủ cạnh tranh có thể kể đến là dễ dàng sử dụng, thân thiện với thợ vận hành, hệ thống thủy lực mạch hở giúp giảm nhiệt lên dầu thủy lực, từ đó giúp dầu hoạt động lâu hơn, thiết kế cần bơm ít đường cong giúp hạn chế lực cản khi bơm và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành. Không những vậy, các mẫu xe bơm bê tông mới từ KCB sử dụng thép Trex trong sản xuất. Loại thép này trọng lượng thấp, độ bền cao, giúp giảm trọng lượng xe tải xuống từ 650 kg đến 1 tấn. Trọng lượng nhẹ giúp việc vận hành và quay đầu xe khi di chuyển trên đường dễ dàng hơn và giảm thiểu rủi ro tai nạn. Với những ưu điểm trên, không có lý do gì để không sắm một em bơm bê tông cần KCB nếu bạn có ngân sách hạn chế và muốn đầu tư vào các dự án nhà dân hay là dự án quy mô nhỏ. Hiện trên website của RCE, KCB30 đang có giá 180.000 USD, khoảng 4 tỷ 2, đã bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm. Xe bơm bê tông số 2 trong danh sách top 5 ngày hôm nay là Everdam ECB26ZX, sản xuất vào năm 2016 tại Hàn Quốc. Everdam được viết tắt từ cụm từ Everlasting Paradigm, tiếng Việt là thương hiệu kiểu mẫu bền vững. Đúng như cái tên, bơm bê tông của Everdam được thiết kế dựa trên hệ thống điều áp thủy lực mạch kín FFH với năng suất và độ bền cao. Một số ưu điểm của xe bơm bê tông Everdam: dễ dàng kiểm soát tốc độ gia cần, ống bơm được trang bị khả năng chịu mài mòn, thiết bị bồi trơn tự động giảm thiểu mài mòn của các bộ phận phải làm việc liên tục, điều chỉnh áp suất bê tông và khối lượng phân phối theo từng tùy chọn bơm khác nhau, và cuối cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Tại Việt Nam, xe bơm bê tông Everdam nội địa Hàn Quốc nổi tiếng nhờ chất lượng vượt trội, sánh ngang với Junjin. Đương nhiên là do chất lượng xịn sò nên là giá thành cũng cao hơn so với xe bơm của các hãng khác như là KCP. Tại RCE, Everdam ECB26ZX đang được bán với giá khoảng 185.000 USD. Anh em có thể xem hình ảnh chi tiết tại link dưới đây. Xe bơm bê tông thứ 3 đến từ nhà sản xuất Đông Giang, DCB45X5ZR. Trước tiên, hãy cùng điểm qua một số thông số cơ bản của DCB45. Đông Giang được thành lập vào năm 1978 và là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu xe bơm bê tông lớn nhất Hàn Quốc. Một số lợi thế của xe bơm bê tông Đông Giang có thể kể đến là thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, giúp thợ vận hành dễ dàng sửa chữa những lỗi nhỏ trong trường hợp khẩn cấp. Trục xoay 360 độ giúp thợ vận hành đổ bê tông nhanh chóng, thuận tiện. Điều khiển từ xa bằng radio HCB đáng tin cậy. Hệ thống thủy lực vòng kín yêu cầu ít dầu hơn với nhiệt độ hoạt động mát hơn. Tiếp theo là cần cực kỳ ổn định, được thiết kế với hệ thống phát triển sản phẩm ảo và được sản xuất bằng quy trình hàn robot và thép chất lượng cao. Cuối cùng là bơm thủy lực chính hãng Resort của Đức sản xuất. Với những lợi thế trên, anh em sẽ không phải hối hận khi lựa chọn xe bơm bê tông Đông Giang cho dự án của mình. Đặt mua DCB45X5ZR với giá chỉ 190.000 USD tại đây. Top 4 lại là một chiếc xe bơm bê tông đến từ nhà sản xuất KCB, model KCB38ZX5170 khá phổ biến tại Việt Nam nhờ cần có độ dài trung bình, phù hợp với nhiều công trình lớn nhỏ. Tương tự như KCB30ZX120, KCB38ZX5170 cũng có những điểm mạnh của bơm bê tông nội địa Hàn Quốc. Hệ thống khí thải Euro 6 không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ sức khỏe thợ vận hành. Với xe cơ sở Hyundai, dòng xe tải được ưa chuộng số 1 tại Việt Nam, thì KCB38ZX5170 sẽ là sự lựa chọn thông thái và tiết kiệm cho anh em. Top 5 là chiếc máy bơm bê tông tĩnh duy nhất và cũng là máy bơm rẻ nhất trong danh sách ngày hôm nay. Tuy giá thấp nhưng không có nghĩa là chất lượng không tốt. Bơm bê tông tĩnh KTB1310 đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí: ngon, bổ, rẻ. Máy bơm bê tông tĩnh KCB được đặc biệt sản xuất cho các công trình nhà dân, thiết kế nhỏ gọn, giúp thợ vận hành làm việc được trong những ngõ ngách chật hẹp. Nếu ngân sách hạn chế mà vẫn muốn tìm mua một chiếc máy bơm chất lượng nội địa thì chiếc máy bơm này sẽ là một sự lựa chọn không tồi đâu anh em ạ. Trên đây là 5 máy bơm bê tông giá dưới 4,5 tỷ do RCE tập hợp. Anh em đang dùng bơm bê tông của hãng nào? Để lại comment quay chiếc xe của mình nhé. Nếu anh em thích video thì đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube của RCE để cập nhật thêm thật nhiều video bổ ích khác về máy móc thiết bị xây dựng nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.